Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 6 anh em nha. Shop Tuấn Kỳ CP tiếp tục gửi đến anh em một lô cần hàng kiện Nhật. Lô lần này mình gửi đến em bao gồm là 65 cây cần anh em nha, 65 66 cây, 66 cây cần, đủ cái loại hết cho anh em tham khảo nha. Từ dòng cần tay, dòng cần súp 2 3 khúc nha, câu ngâm, câu lục. Dòng cần dít, những dòng cần lua. Cắm gốc 1 khúc, 2 khúc, đủ thể loại hết anh em nhé. Từ bình dân cho đến cao cấp. Anh em thích cây nào cứ alo trực tiếp với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Mình ship hàng tận nhà cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Video lần này mình gửi đến cần tay cũng nhiều đấy. Anh em hỏi nhiều lắm nè. Thì tổng quan sơ lược đi vào thông số chi tiết từng cây cho anh em tham khảo ha. Anh em thích cây nào cứ alo trực tiếp cho mình anh em nhé. Đầu tiên như anh em có thấy trên tay mình, mã số 1 là một con cần 3 khúc ha. Con này là một con cần Daiwa carbon 2 da anh em nhé, vân ít, độ cứng 25, dài 4 mét anh em nhé. Tương đương với CX nó ghi nè. Phen là phen Fuji gập ha, phen Fuji gập. Bát máy là bát máy Fuji anh em nhé. Fuji gập, bát máy Fuji. Thì cái con này thì hình thức nó rất là đẹp anh em. Thích hợp cho anh em câu đầu cần chục dù hoặc là bạc bãi ha. Anh em đánh gần gần á thì câu ok anh em nhé. Với con này là cần dòng cần dẻo không phải cứng. Mã số 1 gửi đến anh em giá là 2 triệu 2 anh em nhé. Số 2 mình lên cho anh em một con cần dít thương hiệu Daiwa này anh em. Đây là một dòng cần dít của Daiwa, dòng Catalina anh em nhé. Hàng là hàng made in Thái Lan nè. Thông số dít của nó sẽ là 60 đến 120 gram. Nó đánh được JBL mát là số 3 anh em nhé. 5,9 anh em nhé. 5,9 này thì nó gần 1m8 á, 1m 77 anh em nhé, 1m 78. Phen là phen Fuji Xích hết anh em nhé, phen Xích nè. Đấy anh em thấy không, phen Fuji Xích hết, zin nguyên bản. Hình thức còn rất là đẹp, bu Fuji Xích chống xoắn nè. Con này dít nhẹ ha, cho anh em đi cung đảo anh em nhé. Mã số 2 giá là 2 triệu 2 anh em nhé. Đây qua Catalina. Này anh em mua con máy Catalina nữa là đúng bộ luôn. Bát máy là bát Fuji đây qua anh em nhé. Cần còn khá là đẹp. Số 3 mình lên cho anh em một con cần cắm gốc anh em nhé. Con này thích hợp cho anh em đánh bóp hoặc là anh em đánh lu gần nè, cần cắm gốc ha. Con này thì trang bị phen Fuji Xích anh em nhé, phen Xích. Chiều dài của nó sẽ là 2m4 anh nhé, chiều dài 2m4. Nó lua là 1 cho đến 3 z anh em nhé. Thì con này nó tải mồi từ 28 cho đến tầm gần 60 gram á anh em. Lai là 16 đến 30 phao ha. Con này thì thích hợp cho anh em lưu gần hơn. Chiều dài là 2m4 cắm gốc ha. Hoặc là anh em cũng có thể mua câu lăng xê ngâm sông hồ luôn. Phen Fuji Xích ha. Bát Fuji Gold rất là đẹp nè. Quay cận cảnh cho anh em xem ha. Anh em đánh giá. Đấy từng cái phen của nó đó anh em. Con này mình bán giá cũng rất là tốt luôn. Giá chỉ có 1 triệu 9 thôi. Còn rất là đẹp ha, giá 1 triệu 9, mã số 3. Cái tiếp mã số 4, lên cho anh em một con cần 2 khúc anh em nhé. 2 khúc này là một con cần Daiwa ha. Đây, thông số của nó mình quay cho anh em xem nha. Đây, con này độ cứng là MH nè, 9,7 là 2m88 anh em nhé. 2m9 anh em. Chiều dài 2m9 ha. Lua từ 40 cho đến 90 gram nè, đánh dược JBL số 2 số 3, hàng made in Thái Lan ha, đây qua made in Thái Lan. Phen là phen Fuji Xích. Thì cái con này cái người dùng bên Nhật họ họ độ hai cái phen ở trên cùng anh em nhé. Đây anh em xem nè. Phen của nó thì nó đều là ba chân hết, nhưng mà đến những cái phen này, phen nó ba chân nè. Phen của nó ở hai cái phen trên cùng á, thì cái người dùng của nó bên Nhật á, họ độ thành hai cái phen titanium nè, gần cái đầu vu á, cho nó giống đầu vu nè, phen titanium ha, anh em xem giúp mình nhé.
đầu bu phui xích nha anh em nhé, bu phui xích chống xoắn nè, cái phen kế cái đầu bu á, hai phen hiệu là phen titanium, cái này là ở bển họ độ anh em nhé, cần hay còn đẹp lắm anh em, cứng là MH ha, dài 2,8 m, giá mình bán cho anh em là 2,8 triệu anh em nhé, nhưng mà nhìn nó đồng bộ nó đẹp lắm, 2,8 triệu, mã số 4. Số 5 mình lên cho em một con cần lua 2 khúc nữa. Con này là con Daiwa anh em nhé. Đây anh em có thấy. Daiwa 2 khúc. Con này là một dòng Daiwa Phantom anh em nhé. Chiều dài 3,3 m ha. Độ cứng là ML. Thích hợp cho anh em lua lóc, lua chẽm ha. Fan Fuji anh em nhé. Anh em lưu ý là con cần này á, mình có đi keo lại ha. Đây. Có đi keo lại cái keo cũ của nó bị nứt nứt á nè, đi keo lại cho nó cứng cáp hết rồi ha. Đấy, đi keo ngon lành hết. Thì cây này mình gửi đến em mức giá là 1,5 triệu anh em nhé, mã số 5 1,5 triệu cần đai hoa. Tải mồi 5 đến 30 gram nè, lai 6 đến 15 phao ha, made in Korea nè, đai hoa Phantom. Kế tiếp mã số 6 lên cho em một con cần Majorap ha. Đây con cần Majorap này. Con này thích hợp cho anh em câu bè hoặc là anh em lưu mực ha. Câu mực nè. Đây là cần câu mực EGI ha. Con này anh em cũng có thể lua được anh em nhé. Thì cái fan này bên Nhật nó sản xuất ra để câu mực nhưng mà về đây mình cũng lua được. Fan vui xích nòng súng nè. Đấy. Majorap ha, con này bán giá anh em cực tốt luôn, 1,2 triệu thôi. Thông số nó ghi đây nè, 8,6 anh em nhé. 2,5 m ha. Nó tải mồi 5 đến 28 g nè. Đây phui xích nòng súng nè. Em lưu ý là cái con này mình có quấn keo lại anh em nhé. Đi keo lại, keo cũ của nó bị xấu. Đấy, đi keo ngon lành đấy ha. Bu Fuji chống xoắn nè, đi keo ngon lành lại hết rồi. Giá 1,2 triệu anh em nhé, giá rẻ cho anh em chơi ha, mã số 6. Cần này dẻo quá anh em, không phải cứng ha. Cái tiếp số 7 mình lên cho anh em một con Smith của Mỹ nè. Đây, thêm một con cần của Mỹ nữa ha. Con này thì mình cũng đã đi keo lại anh em. Sẵn chiến mình cho đi làm mấy cây cũ cũ mình cho quấn lại hết anh em nhé. Smith của Mỹ này thì thông số của nó sẽ là 2,4 m ha. Tại lua 10 đến 48 gram, 8 đến 20 phao anh em nhé. Anh em nhìn đi keo rất đẹp. Đấy. Con này thích hợp cho anh em đánh lóc đánh chẽm anh em nhé. Giá mình bán cho anh em chỉ có 1,8 triệu thôi. Mà số 7 1,8 triệu. Cứng cho tầm cỡ M anh em. Kế tiếp mà số 8. Số 8 mình lên cho anh em một con cần hai khúc anh em nhé. Đây, một con cần hai khúc, cần này cho anh em đánh lóc đánh chẽm mà. Một dòng cần hệ ha, flap cây dừa nè. Con này thông số của nó là 106 anh em nhé. 106 thì nó tương đương với lại là 3,18 m anh em. Nó gần 3,2 m á. Độ cứng nó ghi đây là cứng là M anh em nhé, cứng M. Nó tải con này nó tải mồi 3/8 cho đến 1/1/4 Z. Thì cái con này nó đánh mồi tầm 3/8 m. Nó ghi thông số nhiều cái nhìn rối não. Con này nó đánh mồi tầm 10 cho đến 28 gram ok anh em nhé. 10 cho đến 28 gram. Cứng là cứng M đó anh em. Anh em đánh lóc đánh chẽm thoải mái ha. Fan của nó là fan Fuji Xích hay là fan Xích ha. Fan Xích 3 chân nè. Đấy anh em nhìn ha. Cái chân thì rất là đẹp ha. Chân fan đẹp lắm. Đây quay cận cho anh em xem ha. Fan đó nè. Đầu bu full xích luôn em nhé.
trên cái phần ở trên ngọn của nó có bị quẹt một đường sơn do người trước á, họ câu á, cái cọng cước nó bị rối á. Đây quay cho anh em xem ha. Nè. Đấy, cái cọng cước nó quấn á, nó quẹt đường sơn nè. Nó không ảnh hưởng gì đến anh em nhé, nó quẹt đường sơn bên ngoài, quay cận cho anh em xem ha. Đấy, nó quẹt đường sơn mỏng bên ngoài ha. Con này gửi đến em mức giá là 3 triệu. Mã số 8 giá 3 triệu anh em nhé. Giá hợp lý luôn cho anh em chơi. Cái tiếp số 9 lên cho anh em một con cần Smith của Mỹ nữa anh em. Smith của Mỹ anh em nhé, con này là cần 2 khúc. Chuyên dụng cho anh em đánh lóc đánh chẽm nữa nè, 2 khúc ha. Chiều dài của nó sẽ là 3m 2 khúc anh em nhé. Phen full xích ha. Phen xích hết. Con này mình cũng đã đi keo lại anh em nhé. Đây đi keo lại nè. Thì keo zin của nó một số cây nó bị nổ. Con này 3m 2 khúc, tải mồi 10 đến 40 g, lure line của nó là 8 đến 20 phao anh em nhé. Smith của Mỹ, phen full xích 2 khúc. Độ cứng con này cho tầm cỡ M ha, 3m 2 khúc ha. Giá của em nó là 2 triệu 2 anh em nhé, mã số 9 2 triệu 2. Số 10 lên trên em một con cần. Thì cái con nào đi keo mình sẽ nói anh em nhé, mình không nói gì nó zin. Chắc nó đi bên mình đó anh em làm keo á, thì mình cũng đưa những cái ông thợ mà tay nghề cao cũng làm cái keo anh em nhìn này, không khác gì zin hết. Mình không nói anh em cũng không biết đâu, nhưng mà mình sẽ nói cho anh em biết cái keo cũ zin của nó nhầm khi á, nó không có còn tốt bằng cái keo mà làm lại anh em. Keo làm lại xài ngon hơn nữa, keo cũ của nó thời gian á, có thể là nó bị nổ, nó bị bong chóc nè. Em nhìn một số cây nè, đây là zin nhưng mà anh em nhìn cái chân phen của nó, đây nó bị kiểu chóc chóc như vậy đấy. Đấy thì cái này chỉ là cái phen với lại cái lớp keo bên ngoài thôi anh em, nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến con cần bên trong hết. Chủ yếu là cái phôi á, cái phôi đừng có dập, đừng có gãy hay là gì, độ lại là được ok. Còn việc cái phen bên ngoài anh em muốn làm kiểu gì cũng được chứ. Ngay cả những cái cây mà 3-40 triệu về á, họ chỉ bán phôi thôi, mình cũng phải dựng lên mà anh em. Mã số 10 này mình lên cho anh em một con Majorap ha. Con cần này cần cắm gốc. Con này zin nguyên bản hết nè. Majorap cắm gốc anh em nhé. Phôi xoắn gân gút hết nè. Phen là phen full xích nè. Đấy, em nhìn hình thức giúp mình nha. Đầu vô full xích chống xoắn ha. Con này thích hợp cho anh em câu bè, câu lăn xê nè. Hoặc là anh em Lugan ha. Con này 2m1, ghi cứng ML nè. Lumax được 60g anh em nhé. Line là 16 phao nè. Đánh DBA 1.5 đến số 3. Drag là 2.5kg ha. Con này giá 2 triệu 2 anh em nhé. Chiều dài là 2m1 ha. Mà số 10 2 triệu 2. 11 mình lên cho anh em một con cần là con này Lugan và dít nhẹ anh em nhé. Con này của hương hiệu Yamakasu ha. Cần cắm gốc của Yamakasu nè. Hàng này đương nhiên là made in Japan đây nè, nội địa Nhật. Con này chiều dài của nó thì nó sẽ là 7,6 anh em nha. 7,6, 2m28 ha. 2m28, tầm 2m3, nó đến JBL số 2 đến số 5 nè. Tải to ghê không? Vì phen khủng mà, nhìn phen nhìn nè. Vui xích khủng ha. Con này thì line của nó là 12 đến 25 phao ha. Lure là 20 đến 100g anh em nha. Con này Lugan hoặc là anh em dít nhẹ được. Phen full xích ha, phen xích. Còn rất là đẹp anh em nhé. Đẹp lắm. Full xích chống xoắn anh em nhé. Giá mình gửi đến em là 2 triệu 2 ha, mã 11. Giá rẻ luôn cho em chơi. Yamakasu 2 triệu 2. Cái tiếp 12 lên cho anh em một con cần bóp nè. Bóp khủng ha. Bóp này cho anh em đi đánh biển anh em nhé. Dòng này cần khủng đó.
bóp hoặc là anh em đánh vít nè, vít ginh nè. Con này 8 feet 3 anh em nhé, 2 mét 2 mét rưỡi, chiều dài 2 mét rưỡi, thông số nó không ghi nhưng mà nó khủng lắm. Phen Fuji nè, nhìn phen nhìn khủng khiếp không? Bass Fuji tem vàng. Chất liệu carbon đương nhiên rồi. Đấy, phen xích. Xích hết anh em nhé. Phôi của nó thì carbon vân xanh như này. Đấy, anh em nhìn đầu bu kinh khủng không? Khiếp không? Cứng lắm anh em nhé. Còn này anh em đánh bóp, đánh vít hàng nặng, mồi tầm 100, 200 gram, 300 gram, thoải mái nè. Cứng lắm. Giá là 2 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 12. 13 lên cho anh em một con cần cắm gốc của thương hiệu Smith của Mỹ nè. Tiếp tục một con cần của Mỹ anh em nhé. Thì đây là một con cần chuyên dụng cho anh em đánh Lugan ha. Lugan hoặc là anh em đánh bóp nhẹ nhẹ nè. 24 anh em nhé. Drag nó là 5 kg nè. Lua mát của nó là 60g anh em nhé. Lua là 60g nè. Line là 12, 14 cho đến 20 phao ha. Smith phen full xích ha, riêng nguyên bản hết. Cần còn đẹp anh em nhé. Đấy. Con này thích hợp cho anh em cũng có thể câu vô ngâm sông hồ có lăn xê ha, câu đủ thể loại hết. Giá của nó sẽ là 2 triệu rưỡi anh em nhé. Mã 13 2 triệu rưỡi. 14 lên cho anh em một con cần tai quát ha. Tai quát cắm gốc nữa nè anh em. Con này thì Bass Fuji anh em nhé, xịn sò lắm anh em. Con này nhìn xịn sò lắm. Mà cái dòng này đời sau này cho nên là Made in China nó làm nè. 2m1 anh nhé, độ cứng là hắc luôn nè anh em. Nó lua mát được để mình xem này. 120g em nhé. Đánh JBL số 4 đến số 5 nè. Tại quát nó in trong cái góc luôn. Phen Fuji xích ha. Phen Fuji xích chân ca nè. Đấy. Cần thì cũng có xước sát anh em nhé. Đây nó xước. Nó quẹt quẹt cái vết sơn này mấy đường này. Phen nó cạ, nó quẹt quẹt mấy đường. Cái sơn xám bên ngoài á. Đây chấm đây một cái. Đây nhí nhí nè. Rồi hết rồi nè. Có quẹt mấy đường ha, ngọn thì còn đẹp. U vui xích nè. Con này mình bán cho anh em giá rẻ ha, bán cho anh em giá 2 triệu thôi. Con này cứng đó, cứng hắc mà. Mã 14 giá 2 triệu anh em nhé. 15 lên cho anh em một con cần 1 khúc anh em nhé. Con này thì thương hiệu Kenrad ha. Lua 1 khúc Kenrad. Lua máy đứng, phen Fujigon ha, phôi hai da nè. Màu blue anh em nhé. Kenrad. Con này 6,5 anh em nhé, 6,5 tương đương với lại 1m95 ha, 1m95. Độ cứng con này thì nó tầm cỡ hàng M ha. Tải mồi thì là 7 đến 21 gram. Giá 1 triệu 2 anh em nhé, mã 15. Kế tiếp 16 lên cho anh em một con cần là Kenrad 1 khúc. Con này là cần máy ngang anh em nhé. Con này thì là một dòng mà Ken Tulumen Pro nè. Độ cứng ghi lại L ha, 8 đến 17 phao nè, 1/4 cho đến 5/8 mô jack anh em nhé. Tải mồi 7 cho đến 14 gram anh em nhé. Con này đánh mồi 7 đến 14 gram. Phen Fujigon hết ha, phen Fujigon nè. Kế tiếp, mã số 17 lên cho anh em một con cần 1 khúc anh em nhé. Con này hàng hệ nè anh em. Flap cây dừa anh em nhé. Đây. Flap cây dừa. Con này tải mồi 1/8 cho đến 1/4 jack ha. Con này nó đánh mồi từ 3 cho đến 8 gram anh em nhé. 3 đến 8 gram. 4 đến 8 phao ha. Con này dạng như trôi UL vậy nè. Nó cứng hơn UL tí xíu. Đấy. Phen là phen Fujigon chân titan anh em nhé. Đây, chân titan đây. Thì cái bộ phen này á, mình tháo ra mình bán á, nó đã 900 một triệu rồi. Nhưng mà nguyên cây cần mình bán cho anh em với mức giá là 1 triệu luôn anh em nhé. Giá rất là tốt luôn.
Mình có cần rồi, không có cần mình lấy con này mình câu. Mấy con này câu lua phê lắm. Mã 17 giá 1 triệu anh em nhé. Đây, fan Titan, fan máy tình. Titan Gold. Kế tiếp 18 lên cho anh em một con à chiều dài con này máy 8 nhé, mình quên nói. 18 lên cho anh em một con cần Shimano Cortizone máy đứng anh em nhé. Đây, Fujigon tiếp tục. Con này chiều dài của nó sẽ là 1m95 anh em. 1m95 ha. Line là 8 đến 16 phao nè, lure là 7 đến 28 gram. Hàng này hàng da băng nội địa Nhật anh em nhé. Bộ cặp mà. Bộ cặp đỏ Shimano. Fan Fujigon nè. Rất là đẹp anh em nhé. Đấy, vô Fujigon luôn. Con này cứng ấy. Con này cứng tầm M anh em. M, MH ấy. Mã 18 giá 1 triệu 2. 19 lên cho anh em một con cần lua một khúc nữa nha. Con này Fenwick. Fenwick của Mỹ nè. Fenwick Golden ha. Con này thì thông số nó ghi ở đâu. Đây. Chiều dài 1m8 anh em nhé. 1/8 đến 3/8 rác ha. Lua. Còn line nó là 4 đến 12 phao. Con này tải mồi 4 cho đến 14 gram anh em nhé. Cần một khúc chiều dài 1m8. Phen Fui Xích chân gòn ha. Fui Xích chân gòn hết. Quay cận cảnh cho anh em xem nhé. Con này thì đầu vu của nó đã được thay thế bằng đầu vu Fuji Xích chống xoắn này. Fui Xích chống xoắn ha. Đầu vu của nó bị nứt hay gì đấy. Kế tiếp mã số 20 mình lên cho anh em một con cần. Đây, anh em có thể thấy đây là một con cần cắm gốc hiện hại tiếp tục ha, fan Fuji nè. Bass Fuji anh em nhé. Con này thông số nó ghi là lùa là 60 80 ga ha. Bây giờ số 3. Fan Fuji nè. Hình thức mình quay cho anh em xem nha. Đầu vui xích chống xoắn ha. Con này cứng thì tầm cái M cho anh em câu lu ghềnh hoặc là anh em câu ngâm sông hồ anh em nhé. Dít nhẹ nhẹ vẫn được. Dít cung đảo nhẹ nhẹ. 21 lên cho em một con lu một khúc anh em nhé. Lu máy ngang một khúc. Berry nè, thương hiệu là giống như Blackberry vậy, Berry. Con này thì action của nó là M anh em nhé. M. Con này lua 1/8 đến 3/4 Ozark ha. Line là 6 đến 17 phao nè. Đây nó ghi đây đầy đủ ha. Fan Fui Xích anh em nhé. Fan Xích nè. Chất liệu là Fan Xích ha. Cần thì rất là nhẹ. Con này chắc tầm 100 gram mà. Nhẹ lắm. Chiều dài là về 1m8 anh em nha. 1m8 giá 600k ha. Giá rẻ cho anh em luôn. Hàng xin nguyên bản anh em nha. 600k. Kế tiếp 22 lên cho em một con cần câu biển nè. Con này đặc biệt cái nè. Nó có hai cái khúc ngọn luôn. Đấy, hai khúc ngọn ha. Hai thông số cho anh em câu ha. Nó về hai ngọn như vậy nè. Một góc hai ngọn cho anh em thay đổi anh em nha. Đây bán cả này ha. 1,6 triệu. Hết luôn. Một cái là Fuji Six, còn cái là Fuji Six phiên cầu biển nè. Cần thì xước xác xấu theo thời gian anh em nhé. Để bán cho anh em về, không quan trọng ngoại hình ha, nhiều đọt để câu ha. 2,5 m anh em nhé, chiều dài 2,5 m. Hoặc là anh em là muốn xả lấy phiên thì lấy ha. Mình bán giá 1,6 triệu thôi. Cả bộ như này. Kế tiếp mã 23 mình lên cho anh em một con cần cầu đáy ha, cần khủng anh em nhé. Đây là một con cần Ben ha. Đây, dòng cần Ben của Mỹ anh em nhé. Ben Long Beach nè. Con này thì độ cứng là H anh em nhé. Line 20 đến 40 phao, khủng lắm. Giá anh bán là 800k anh em nhé. Dòng fan này rất là khủng ha. Cho anh em câu trời linh câu đáy ha. Đầu bu thì đầu bu rồng rọc nè. Đọt nó to, to đùng. Nhìn ngón tay mình anh em biết. 800k anh em nhé.
Con này chiều dài của nó sẽ là chiều dài là 1m98 anh em. 800k mã số 23. 24 mình lên cho em một con cần một khúc của Mỹ ha, cần máy ngang nè. Bass Fujigon anh em nha. Đây rất là đẹp ha, địa chỉ kim tuyến rất đẹp nè. Zin nguyên bản hết, một khúc của Mỹ made in USA nè. Phan Fui Six nghe nhé, Phan Six Custom nè, lá cờ Mỹ ha, Phan Six hết nè. Thông số của nó là 6.4 anh em nhé. 6.4 thì nó tầm mét mét 9, mét 92. Con này lua, con này đánh mát được là 300g nè. Con này dạng như nó chơi 300g này, dít hạng nặng luôn rồi anh em, dít mấy ngàn hạng nặng nè, câu đái được luôn. Phan xích hết anh em nha, đầu bu anh em nhìn khủng khiếp không? Bu này bao bắt cá luôn. Con này bán cho anh em giá rẻ ha, bán 1.8 triệu cho anh em thôi, cần của Mỹ nè, xịn sò ha, 24 1.8 triệu. Chiều dài của nó là 1m92 anh em nha. 25 lên cho anh em một con cần nè. 25 lên cho anh em một con cần Daiwa anh em nhé. Daiwa. Đây là một dòng Daiwa made in China xuất Nhật ha. Fuji nè, Phan Xích ha. Fuji. Bass Fuji anh em nhé. Con này thông số của nó tải mồi là 5 đến 21g anh em nhé. Con này đánh mực được luôn nè, có thông số EGI luôn nè. Size là 2 đến 3.5 anh em nhé. 8.3 tương đương với lại là 2m5 ha, độ cứng là ML. Phan Fuji. Phan xích hết anh em nhé, đầu phui xích chống xoắn nè, zin nguyên bản hết anh em nhé. Cứng ML ha, con này mình bán giá 1 triệu, giá rẻ cho anh em chơi nhé, 25 1 triệu ha. 26 mới lên cho em một con cần một khúc thương hiệu Daiwa ha. Phan phui xích nè, bát là bát vặn anh em nhé. Con này thì 1m8 anh em nhé, Daiwa Phantom. Thông số thì 1m8, tải mồi là từ 4 cho đến 12 gram ha. 4 đến 12 phao. Phan Vui Xích Carbon 2 da Văn X ha. Caro nè. Phan Xích hết anh em nhé. Phan Xích còn này cứng anh em. Cứng tầm, độ cứng tầm M ấy. Phan Xích hết ha. Mét 8. Con này giá là 800k anh em nhé. Mã số 26. 27 lên cho anh em một con cần 800k nữa nè. Một con lua một khúc ha. Con này cái đít nó bị gớt anh em. Phan Fui Xích anh em nhé, Phan Xích. Con này thương hiệu Mamiya ha. Mét 8. Độ cứng là tầm ML ha, tải mồi từ 7 cho đến 14 gram. Phan Fui Xích hết nè. Con này bán cho anh em 600k thôi, bị mất cái đít 600k anh em nhé. Mã số 27. 28 mình lên cho em một con gần máy ngang một khúc ha. Máy ngang một khúc Bass Fuji tem vàng gon nè. Con này thông số nó bay hết rồi nè. Action của nó đánh cũng đã lắm á. Mình test á. Chiều dài con này là 1m 1m98 anh em. 1m98 một khúc ha, máy ngang bán 600k Phan Xích nè. Bán rẻ cho anh em chơi ha. Phôi nó carbon xoắn cuộn nè. Con này cầm êm tay lắm ấy nè. 600k anh em nhé. Mã số 28. 29 lên cho anh em một con cần Fenwick của Mỹ nè. Đấy, Fenwick anh em nhé. Fenwick ha. Con này là 2 khúc. Hai khúc hay một khúc nha, để mình xem. À, cái dòng này nó một khúc vậy. Có cái dòng Fenwick như này mà hai khúc nữa. Một khúc anh em nhé. Phan Fuji Gon nè, Fuji chân gon ha. Đấy. Con này độ cứng tầm L ha, cần dẻo anh em nhé. Giá của nó sẽ là 600k ha, mã số 29. Dài 1m8, 30 lên cho em cần một khúc Kenrad anh em nhé. Con này zoom góc được nè. Đấy. Màu blue rất là đẹp ha, zoom góc.
Đấy, anh em nhìn sensor không? Dùm góc anh em đánh. Chiều dài của con này sẽ là mét 95 anh em nhé, mét 95, 6 đến 15 phao, 1 phần 4 đến 5 phần 8 mô giác ha. Con này lua từ 7 cho đến 14 gram anh em nhé. Vên Fujigon, phôi hay da hết nha. Đây, quay cho anh em xem ha. Fujigon hết ha. Độ cứng con này thì độ cứng nó tầm cỡ hàng ML anh em nhé, ML 30 giá 1 triệu. 31 lên cho anh em một con cần 3 khúc. 3 khúc 2 đọt ha. Đây NFT nè, chất liệu carbon fan Fuji cầu biển xứ Gia Quang nè. Bát Fuji tem vàng anh em nhé, Fuji tem vàng. 2 đọt. 2 đọt này thì lần lượt có thông số là 80 đến 100 và 100 150 anh em nhé. Chiều dài 2m7. Đấy. Cần rất là đẹp ha. Giá con này sẽ là 1 triệu anh em nhé. 31 1 triệu. 32 lên cho em một con cần 2 khúc anh em nhé. Cần 2 khúc này thì chất liệu là graphic ha. Cái đít nó bị gớt mất cái cao su nè. Bán rẻ cho anh em ha. 400k thôi. 2m7 anh em nhé. Fan Fuji. Bass Fuji ha. 400k cho anh em câu ngâm sông hồ. Cứng 60-80 và 2m7. Made in Korea xuất Nhật ha. Fan Fuji hết nè. Cho anh em câu lăng xê 400k mã 32. 33 mình lên cho anh em một con cần câu bè ha, Hechi nè. Con này là Shimano dài 2m1, độ cứng là H anh em nha. Cần rất là đẹp, xoắn vân ít caro nè, bass Civac ha, fan Fuji. 2m1 ha. Zin nguyên bản hết. Con này câu bè hết ý anh em. Giá là 900k anh em nha, mã số 33. 34 lên cho em một con cần 2 khúc. Thì cái con này là NFT Power Love, cứng 80-2m7 anh em. Cứng 80-2m7. Nhưng mà cái hàng người dùng bên Nhật ấy, nó độ lại thành cái fan Fuji dây bướm như này nè. Đấy, dây bướm ha. Thì con này bán rẻ cho anh em nha, bển nó độ. Con này bán cho anh em 400k thôi. Cần carbon fan bass Fuji hết á, NFT đó. Nhưng mà cái tem này bị chóc nè, với lại cái keo của nó, keo bóng nó bị chóc ra nè. Đây, cái phôi bên trong không sao, nhưng mà keo bóng xám bên ngoài bị chóc nè. Với lại có một cái fan bị hư nè, mình đã quấn lại nè. Đây có một cái fan đây bị hư, mình thay cái fan khác nè, bị hư cái fan ha. Con này bán rẻ cho nên về câu ngâm anh em nhé. Cần carbon. Giá 400k NFT ha, NFT này của Nhật á. 34 400k. 35 lên cho em một con Daiwa. Daiwa Hardlock hàng hệ hay da nè. Cứng là 80 và 3m3 này nha. Fan Fuji đầu Fuji 6 nè. Cho anh em câu cá tra con lon xe ha. Con này sẽ có giá 1 triệu 2 anh em nhé. 1 triệu 2. Carbon hay da, carbon wicker nè. Mã số 35 1 triệu 2. Đến mà số 36 thì mình gửi đến em một con Ikada ha. Con Ikada này là dòng Ikada hệ của Daiwa nè. Cần thì còn long lanh rất là đẹp luôn. Đít nó ha, bỏ vào trong con cần á, nó bảo vệ được cái đít. Bass là bass Fuji anh em nhé, chất liệu carbon ha. Daiwa ha, đọt 0.6 nè. Dài 1m8, thông số chuẩn cho anh em câu cháp hành gì dò đồ ha, cá nâu đồ anh em. Carbon xoắn đây qua rất là đẹp anh em nhé. Con này cắm vào cho anh em xem. Đấy, đấy anh em quay thấy ha, còn rất là chắc luôn. Đọt nè. Đấy, đọt rất là đẹp cho anh em câu bè luôn. Con này sẽ có giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Lâu lâu mình có mấy con Ikeda mới tinh như này. Ikeda giờ nó hiếm lắm anh em. 36 1 triệu 2. 37 lên cho em một con câu bè nữa. Tiếp tục. Con này
Chiều dài 1m8, độ cứng là 10 anh em nhé. Chất liệu carbon, phanh bát Fuji hết nè. Giá là 500k ha. Có một cái đít cao su ở đây nó bị rớt mắt rồi anh em nhé. Không ảnh hưởng gì hết. Hay là anh em nào về có tiện đắp vô lại giùm mình ha. Bán rẻ cho anh em 500k. Cần thì mới tin nè. Câu què 500k anh em nhé. Con này mình bán 400k thôi. Mã 37 400k ha. Về cho anh em xử lý đít với mình ha. 38 lên cho em một con cần lùa rút nữa nè. Con này 3m, thương hiệu Suzumi. Bát Fuji, phen Fuji anh em nhé. Suzumi nè. Chất liệu carbon anh em nhé. Phen Fuji nè. Này cho anh em muốn quăng xa lùa ha, lấy con này ha. 3m rút. Giá 500k. Con này độ cứng thì nó tầm cỡ hàng M á, cho anh em quăng thoải mái ha. Đấy. Đấy mình rút ra nè. Đấy anh em thấy không? Bên trong của nó thì anh em có thấy nè, nó cũng có xước cát ha, xước cát cái đít vài lóng. Đấy, bên trên này thì đẹp. Chất liệu carbon hết nè. Con này giá 500k anh em nhé, mã 38. 39 lên cho anh em một con Ruby ha, cứng 25 và 4m nè, phân xích nè. Ruby này hàng phân xích anh em nhé. Con này thích hợp cho anh em câu đầu cần chuột dù đẹp lắm. Xích ha. Đây rút ra cho em xem bên trong ha. Cứng 25 này, đầu cần chuột dù thôi anh em nhé. Không đánh xa bờ được, anh em lưu ý giúp mình nha. Đấy, bên trong còn rất là đẹp anh em. Bên trong còn đẹp lắm. Con này giá anh bán cho anh em chỉ có 1,5 triệu thôi anh em nha. Mã 39, 1,5 triệu. Giá rẻ luôn cho anh em chơi. 40 lên cho em một con ISO VIP nữa nè. ISO này của thương hiệu Civita Carbon ha, cũng mới tinh à. Đọt số 2 về 6m3 anh em nhé. Bass là bass Civet nè. Fan là fan Fuji 6 ha. Fan 6 hết. Số 2 6m3 thì nó cũng cứng anh em nhé. Đây. Đọt số 2 này cũng cứng. Cho anh em săn hàng ha. Câu cá chép này kia rồi anh em. Phen full xích hết, phen xích anh em nhé. Cần còn khá là đẹp. Đấy, bên trong mình rút ra cho anh em xem ha. Bên trong còn mới đẹp lắm. Xích nè. Đấy, anh em xem phôi nó bên trong mới tinh ha. Phôi mới tinh à. Con này bán cho anh em giá 1 triệu ha anh em nhé. Giá rẻ luôn. Mã 40, 1 triệu. Phen xích hết anh em nhé. 41 lên cho anh em một con cần súp nè, súp lở anh em nhé. Con này thì của thương hiệu con này Suzumi rồi, mới tinh. 4m2 anh em nhé. Bass Fuji FS7 da băng phan Fuji ha. Súp này thích hợp cho anh em câu đầu cần chuột dù ha. Đây, rất đẹp. Trong máy tinh ha. Mà anh em lưu ý là nó có con này có một cái phen nứt anh em nhé. Đây để mình coi phen nào. Đây phen này. Phen nứt cái chân ở đây, nói chung là nó cứng nhắc à, nó không ảnh hưởng gì trên mình chấm keo lề mà nứt mình báo đó. Anh em nào về có thay ha, mình hết phen. Phen này mấy cái hàng đồ câu lớn lớn nó bán nhiều lắm anh em. Với một cái phen bị vỡ, con này mình tính anh em 800k thôi. Con này 800k anh em nhé. Mã số 41. 41 800k về cho anh em xử giúp mình nha. 42 lên cho anh em một con cần nè. Rút carbon đó, một dòng cần súp. Con này cứng 30 3m9 nè. Hình thức anh em có thể đánh giá nha. Phen Fuji ha. Fuji. Đọt 30 này cũng to á nè. Đây cũng cứng á anh em nha. Con này anh em đánh tầm 30m được, câu lục được. Xoắn, ngọn xoắn ha. Chất liệu carbon. Bên trong anh em đánh giá nha. Bên trong nó cũng mới.
em lưu ý giúp mình ha. Con này sẽ có giá là 900k anh em nhé, mã số 42 900k. Con súp 43 lên em một con súp nữa. Con này chữ cứng 25 và 39 anh em nhé. Con này vẫn 900k luôn. Hình thức anh em có thể đánh giá Civita xoắn văng nè. Con này phen đề ba của nó hay bằng cái phen full xích phen trắng này nè. Này bên Nhật nó hay á, cái phen này mắc lắm, 4-500 cái á. Nếu anh em mua ngoài á, ngọn xoắn vân hết ha. Đọt này cũng cứng á, xoắn vân cuộn hết nè. Đấy, bên Nhật nó hay cái phen này. Rồi về sau mình bán vậy anh em nhé, mình không có tháo ra. Bên trong nó cũng có xước dâm nè, xước bóng á. Con này mình gửi đến anh em mức giá 900k ha, mã số 43. 44 tiếp tục. Con súp nữa nha, con này xước sát 5.4 nè, xước xấu ha. Con này bán 800k ha, 5.4 anh em hỏi nhiều lắm nè. Nhưng mà con này xước xấu ha. Đấy anh em xem ha. 800k xước xấu ha anh em nhé. Phen này bị xúc keo nè, để mình gắn lại. Keo này chấm lại, lát mình chấm nó cứng thôi anh em nhé. Con này xấu quá, mình bán rẻ cho anh em thôi. Con này mình bán cho anh em 500k thôi. Anh em nào không quan trọng ngoại hình lấy về chơi ha. Cần carbon anh em nhé. Cần carbon ha. Anh em về vệ sinh lau chùi lại đẹp. Bán rẻ ha, 500k. Mà số 44. Lên em một con súp carbon nữa. Con này dài 4.2 nè. Nước anh em đánh giá ha. Cái đùi carbon. Con này cũng cũ cũ anh em nhé. Đây đọt của nó đây nè, phèn Fuji ha. Đọt nó cũng cứng đấy. Đánh tầm 30 mét được anh em nhé. Đấy, bên trong đấy, rút ra cho anh em xem nhé. Con này bán cho anh em 800k ha. Ngọn của nó có xước một cái vết sơn trắng ở đây ha. 800k. Mà số 45 anh em nhé, 800k. Bốn sáu lên cho em một con cần lua ha. Con này lua gàn nè, 36 anh em nha. Seabass nè, 12 feet. Con này đít quấn keo làm gì không biết, bển nó quấn phen Fuji ha, bass Fuji. Con này bán rẻ 400k anh em nhé. Lý do có con phen bị nứt nè, ấy nứt cái chân dưới bên trong nè, nhưng mà cứng ngắc nè, mình đi keo cứng rồi. Để mình báo cho anh em ha, thông số đây mình test đây. Cái ngọn nữa này, con này anh em lưu gền hết ý. Anh em nào muốn đánh cá lóc mà đánh xa lấy con này ha. Giá 400k giá rẻ anh em. Mà 46 47 lên cho anh em một con cần carbon anh em nhé. Con này hiệu Olympic Senti nè, con súp lở nữa. Bass Fuji anh em nhé, phen Fuji nè. Đấy anh em có thấy nha. Con này thì giá là 400k anh em nhé, 400k. Con súp 36 hay Olympic. Cái tiếp mà 48 lên cho anh em một con cần súp nữa. Con này đẹp anh em nhé, mới tình. 39 900k anh em nhé. Bass Fuji. Để anh em nhìn mới long lanh luôn. Bên trong long lanh luôn em nhé. 900k mã số 48 ha. Đến phần cần tay anh em nhé. 49 một con cần tay, con này thương hiệu Will. Chất liệu carbon anh em nhé. Nó quấn cái cán nhám cho cầm nó bám tay nè.
cho anh em câu cá rô cái sặc hết ý, cứng tầm 3 h anh em. Chiều dài con này thì là 2m7 anh em nhé, 2m7 cứng tầm 3 h. Đấy, bên trong đây nè, rút ra cho anh em xem đó. Giá là 400k anh em nhé, chất liệu carbon. Đây ngọn nó đây. Đấy, ngọn đấy, tầm 3 h. Câu rô cái sặc cái giết đồ ha, 2m7. Mã số 49 400k. 50 lên cho em một con cần tay. Chất liệu carbon 5m4 nữa. Đây 5m4. Đây ngọn của nó đây anh em nhé. Ngọn chống xoắn luôn anh em nhé. Đây chống xoắn nè. Ngọn xoắn ha. Con này độ cứng của nó thì tầm 3 h anh em nhé. Đọt xoắn văng xanh hết nè. Bên trong nè. Rút ra cho anh em xem ha. Cho anh em câu cá rô cá sặc nè. Đấy bên trong đẹp lắm nè. Con này bán cho anh em mức giá 500k anh em nhé, mã 50 500k. 51 lên cho em một con cần tai hệ ha. Con này của thương hiệu Shimano, cần dâm nè. Dâm từ 9m ra 9m rưỡi, giá 2,4 triệu anh em nhé. Shimano dâm EX ha. Đây rút ra cho anh em xem bên trong. Đấy ngọn của nó zin nguyên bản anh em nhé. Zin nguyên bản ngọn chống xoắn nè. Con này độ cứng đạt 4h anh em nhé. 3,5 đến 4h, con này cứng đấy. Con này 4h đấy. Bên trong là mình rút ra cho anh em xem ha. Đấy bên trong nó mới tinh rồi nha. Bên trong mới đẹp ha. Quẹt quẹt mấy đường nhẹ nhẹ thôi. Còn đốt kế cái đốt gốc á. Hầu như cây nào cũng bị hết á. Đây còn phần dâm nè. Đấy rút ra cho anh em xem. Dâm ha. Con này giá 2,4 triệu nha. 2,4 triệu mã 51. 52. Lên cho em một con cần ISO hạ cần tay nè. Là con đọt số 2 là 4,5m nha. Hạ cần tay. Đây là con cần Kevat anh em nha. Kevat vân xoắn đỏ nè, Civita ha. Đây mình hạ cần tay lại anh em nhé. Đây, đọt của nó đây. Bây giờ thì hiện tại nó còn tầm 3,5h ha. Cho anh em câu cá rô cá sặc ha. Câu cá chê vẫn được anh em nhé. Phôi Kevat xoắn vân nè. Phôi rất là đẹp anh em nhé. Quấn đầu lóng hết nè anh em. Đấy quấn đẹp hết nè anh em nhé. Lưu ý giúp mình nhé. Phôi cho bát sóng văng nè. Phôi còn cũng còn đẹp lắm. Con này bán cho anh em giá là 1 triệu anh em nhé. 1 triệu. Mã số 52. Anh em là muốn con cần cứng nè. Đây đây. Cứng nè. Quấn rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Quấn đầu lóng hết rồi. Giá 1 triệu anh em nhé. Mã số 52. 53 lên cho em một con cần Shimano anh em nhé. Con này hiện tại thì nó còn 8m anh em nhé. Thì cái gốc của nó bị nứt, mình đã hạ cái gốc rồi. Phần gốc rồi, nó có bị nứt đường ha. Tin Power nè, Shimano. Cho hạ làm ha, hạ cái gốc lại. Con này đọt cứng 5h anh em nhé, cứng lắm. Đây ngọn của nó đây, ngọn nó to đùng. Cứng 5h ha. Xoắn vân hết nè. Con này cho anh em câu cái chê, cái rô rồi ha anh em nhé. Hoặc là anh em dở cái sặc rằng nè. Giá mình bán là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Quấn đầu lóng hết luôn. 1 triệu rưỡi. Mã số 53. 54 lên cho em một con cần Civita anh em nhé. Con này 7m2 ha. Giá 1 triệu rưỡi. Cần cũng rất là đẹp. Chất liệu carbon xoắn ha. Anh em là hỏi cần tay dài cứng tầm
7m28m thì đây em lên một số cây ha, con này cứng 4h đấy. Ngọn nó xoắn hết nè. Đấy em thấy ha, quay cho em xem. Ngọn xoắn hết. Bên trong em nó đây nghe nhé. Bên trong em nó còn mới tinh. Đấy nghe em thấy không? Mới đẹp lắm. Thì con này em gửi đến em giá 1,5 triệu nghe em nhé. Mã số 54, 1,5 triệu. 55 lên cho em một con cần tay Shimano ha. Con này thì hai góc ha. Một góc này chắc là 7m2 đấy. Đấy góc này nó bọc màng co hết rồi. Em không biết về tháo ra giúp mình nhé. Bọc cho em tay nè. Đây bóc lên lớp cho em xem á. Trong thì cũng mới tinh ha. Này, nó bọc cho em tay bóc ra nè. Em nó thích để em tay thì để ha. Không thích khi bóc ra. Còn bóc ra mà có vấn đề gì báo mình hoàn tiền rồi anh em nhé, mà không có vấn đề gì đâu. Con này hai đọt anh em nhé. Đọt 3,5 và đọt 4h nè, để mình có kiểm tra rồi. Bên trong rút ra cho anh em xem ha. Con này hai góc ha, hai góc. Từ hai góc từ 8,1 cho đến 7,2 đến 8,1 nè, đây nó gắn cọng dây này nè. Để cho cái đọt đựng tuột dưới đấy. Còn zin của nó anh em nhé, màu vân xanh nè. Đọt tầm 3,5 đọt 4h anh em nhé. Đấy, xoắn vân hết. Hai da anh em nhé, hai ngọn. Thì con này gửi đến em mức giá là 2,5 triệu anh em nhé. Mã số 55, 2,5 triệu. Kế tiếp 56 lên cho em một con cần tay. Con này 5,3 m. Ủa con này 6,3 m nữa nhầm. Cũng là nội địa Nhật anh em nha. Máy in Korea xuất Nhật nè. Nó bán nội địa bên Nhật. Chất liệu carbon. Đây nó dính cái tờ giấy. Anh em về lấy nước chà chà nó ra. Chất liệu carbon xoắn nè. Con này thì độ cứng của nó. Đây mình quay cho anh em xem ha. Cứng tầm 2,5-3h. Cho anh em câu rô có sạc coi. Chất liệu carbon xoắn nè. Đấy, bên trong em đó đấy, mình rút ra cho em xem nha. Carbon xoắn. Đấy, anh em có thể thấy nha. Con này thì mình gửi đến em mức giá chỉ có 500k thôi anh em nhé. Mã số 56, 500k. 57 lên cho em một con cần tay 7,2 m tiếp tục. Chất liệu carbon ha. 7,2 m nè. Carbon rod. Đây ngọn của em đó anh em. Con này cứng, cứng tầm 4-5h ha. Cứng, anh em muốn cần cứng đây. Xoắn ha anh em nhé. Đấy bên trong rút ra cho anh em kiểm tra anh em xem ha. Con này anh em câu cá lớn được. Đấy bên trong cũng đẹp. Con này sẽ có giá 1,2 triệu anh em nhé. 357,2 triệu. Giá rẻ cho anh em ha. 58 lên con Ruby. Con này hàng hệ anh em nhé. Ruby à. Làm rất gọn. Ruby này 8,1 m ha. Super Titan nè. Titan này chắc là nó ngọn đấy. Cái đầu này Titan hay gì nè. Con này cứng 4h anh em nha. Đọt chống xoắn nè. Zin nguyên bản hết. Cứng 4h ha. Đấy, quay cho anh em xem ngọn. Trong thì mới đẹp anh em nhé. Mình để kiểm tra hết rồi ha. Nó cũng có quẹt quẹt vết cát mấy đường. Đấy, quẹt quẹt nhẹ nhẹ. Đấy, bên trong thì nó cũng tương đối đẹp. Quẹt quẹt mấy đường nhẹ nhẹ. Này giá 2 triệu anh em nhé. Mã 58 2 triệu. 59 lên cho anh em một con cần tay hại nữa nè.
Đây là một con cần thương hiệu Naptai Powerlab ha. Xoắn vân nữa nè. Xoắn vân Powerlab em nhé, xoắn cuộn luôn. Con này chiều dài nó là 7,2 m ha, rất là gọn. Xoắn vân hết. Ngọn thì zin nguyên bản này nhé, đây ngọn zin của nó nè. Con này cứng tầm 4H đây em nhé. Cứng 4H. Con này thì có một cái đốt đây nó bị hơi xước xước rồi. Anh em nào lấy mình hỗ trợ quắn đầu lóng cho anh em ha. Em mình quắn đầu lóng này cho anh em như mấy con kia. Zin nguyên bản hết nè. Nhưng cái đầu nó hơi bị xước xước cho đó một tí. Cái vết còn lại ok hết. Cho mình quắn chỗ đấy. Đây, mấy đốt này ok hết. Xoắn cuộn hết nè. Vần nẹp tay hết. Chỗ này, cái phần này thì cái lớp keo bóng của anh em nó hơi bị hộc hộc lên ha. Lớp keo bóng đó. Đốt này không bị, không bị đốt đó. Xước quẹt quẹt bóng bóng bên ngoài nha nhé. Con này anh em nào lấy mình hỗ trợ quấn đầu lóng cho anh em ha. Con này giá 2,8 triệu, mình giảm còn 2,5 triệu thôi, do bên trong nó cũng có xước dâm ha. Nhìn bên ngoài thì nó đẹp. 2,5 triệu anh em nhé, mã 59. 60 lên cho anh em một con cần tay 7,2 m nè. Con cần tay carbon anh em nhé, 7,2 m, rất là đẹp. Máy in Korea ha, xoắn chìm carbon nè. Rút ra bên trong cho em xem ha. Con đọt nó cứng lắm em, tầm 4-5 h á. Đọt to đùng nè. Con xoắn hết ha. Đấy, mình quay chi tiết cho anh em xem ha. Xoắn anh em thấy không? Con này mình bán cho anh em giá 1,5 triệu anh em nha. 1,5 triệu mã số 60. 61 lên cho em một con cần Daiwa nha. Daiwa 9 m ha. Con này nó zoom từ 7,8 m cho đến 9 m anh em nha. Daiwa Minayuki nè, carbon hai da anh em nhé. Đây, quấn đầu lóng hết rồi anh em nhé. Con này zoom từ 7,8 m đến 9 m. Ngọn zin nguyên bản anh em nhé, cứng 4H. Ngọn chống xoắn nè, ngọn xoắn luôn. Cứng 4-5H, con này cứng 4H. Quấn đầu lóng hết, cầu an toàn anh em nhé. Đấy, quấn đầu lóng hết. Thì mấy cái ngọn này á, ngay chỗ cái phần này á, rút ra rút vô lâu ngày nè, nó bị chốc chốc dâm 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 nè. Cho nên là mình quấn thôi, nó cũng không có vấn đề gì hết nè. Cái mình quấn thì mình vẫn để lại cái mí cho anh em xem nè. Để anh em thấy không? Carbon hai da vân ít ha. Carbon giống như dễ gắn vậy. Phần zoom ha, đấy rút phần zoom ra cho anh em xem. Con này bán cho anh em giá là 2,5 triệu anh em nhé, giá 2,5 triệu mã số 61. 62 lên một con cần tay qua anh em nhé. Con này zoom nữa nè, zoom zoom từ 8 m ra đến mấy mét nhỉ. Con này nó không ghi. Đây qua này là hàng Martin da băng đó nè. Đây Martin da băng nè. Ghi 8 mét rồi. Đấy. Ngọn là ngọn chống xoắn nè. Đấy, ngọn xịn sò luôn nè nè. Làm cái móc này, móc vào này cái gút lên là xong. Giấu vào trong. Ngọn nhìn chất lượng lắm. Dòng cao cấp nó mới có thôi anh em nhé. Con này độ cứng 4H này nữa. Chất liệu carbon bên trong thì mới tinh. Con này có cả bao ha, hàng Made in Japan, trong mới tinh anh em nhé, đẹp lắm. Chỗ này á, là nó bám keo anh em nhé, chùi ra nè, đấy nó cái keo thôi,
Đấy, mình chùi tay nó muốn ra nè. Con này thì mình gửi đến em mức giá là 2 triệu 8 em nhé. Dòng cần tay hệ của Daiwa, xăm 2 triệu 8 có bao luôn á. 63, lên cho em một cần tay hệ nữa. Con này Shimano nè, con này zoom ha. Zoom từ 9m đến 9m rưỡi anh em lưu ý giúp mình nha. Con này giá là 3 triệu ha, con này hơi đắt. Shimano zoom. Quấn đầu lóng hết rồi anh em nhé. Con này cần này có bao ha. Đây ngọn của nó đây. Ngọn nó ngọn zin nguyên bản anh em nhé. Đây. Ngọn chống xoắn nè, zin nguyên bản. Xoắn ít nè. Hay da ha. Quấn đầu lóng hết, rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn rất là đẹp nha. Phôi hay da bằng ít ha. Con này giá 3 triệu anh em nhé. Xoắn ít hết nè. 9m dơm người 9 mét rưỡi, giá là 3 triệu. Mã số 63 có bao anh em nhé. 64, con này là cao cấp nhất trong lô quần tay hôm nay. Đây là một dòng Daiwa anh em nhé, một dòng hệ Daiwa Tuluman. Tuluman Maxxis. Dài 10 mét anh em nhé, con này zoom nữa. Đây, zoom 9 mét ra 10 mét nè, mới tinh. Giá mình bán thì chỉ có 3 triệu rưỡi anh em nhé. Con này mới thì giá nó mấy chục triệu luôn. Mới giá của nó 40 mấy triệu luôn anh em. Về anh em tra cái giá đây qua tôi lưu mình đi. Cái đời này cũng đời sau này ha, chứ không phải đời cũ nữa. Đời này cũng đời mới. Do mình mua giá tốt ha, bán cho anh em giá 3 triệu rưỡi. Còn này anh em mua bên Nhật 10 triệu không ra nữa. Nếu mà cần mới, chỉ có cần lướt như vậy giá mới tốt thôi. Con này đợt hỏi mình mua được giá tốt ha. Chỗ này zoom nè, zoom rút ra nè, mới tinh nè. Đấy, nhìn thấy không, mới lắm. Nút zin của nó luôn ha, bao zin luôn, zin hết. Đây, ngọn zin nguyên bản em nhé, chống xoắn nè, cứng 4H ha, ngọn xoắn luôn. Đấy, quay cận cho anh em xem ha, zin nguyên bản hết anh em nhé. Đấy, bên trong rất là đẹp. Đấy, bên trong anh em có thấy ha, trong máy tinh. Con này mình bán giá chỉ có 3 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 64, bảo đảm anh em không mua ở đâu có đâu. 65, lên cho em một con Olympic. Olympic này thì chiều dài 9m ha, mình đã quấn đầu lóng rồi. Đây ngọn của nó đây, zin nguyên bản anh em nhé, ngọn chống xoắn nè. Quấn đầu lóng hết anh em nhé. Carbon xoắn. Con này em gửi đến em mức giá là 2 triệu em nhé. Mã số 65. Có bao ha. Cuối cùng 66 là một con cần tay 5m4 nè. Chất liệu carbon. Con này xấu anh em nha. Tại lông ngắn. Con này độ cứng thì nó tầm 3H nè. 5m4. Đấy. Rút ra cho anh em xem ha. Đấy, ngọn nó đấy. Bên trong nó xước xác xấu nè. Không quan trọng ngoại hình ha, muốn mua con câu có rô có sặc thì lấy con này nha, bán rẻ 300k thôi, cần carbon 300k. Mã số 66. Tổng quan sơ lược giới thiệu đến anh em là 66 con cần ha. Em thích con nào cứ lô trực tiếp với shop mình. Rồi xin chào toàn thể anh em nhé.